Chiều ngày 5 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra nhiều nội dung, trong đó có quy trình đảm bảo an toàn giao thông hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp Thành Bưởi. Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức nếu phát sinh vấn đề liên quan. Sau đó, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo kiến nghị và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Tại buổi công bố, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi nêu ý kiến, hiện tại công ty đang làm việc với cơ quan điều tra về vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai nên không có nhân sự tiếp đoàn kiểm tra. Công ty xin đề nghị dời thời gian kiểm tra nhằm tập trung xử lý hậu quả tai nạn. Tuy nhiên, đại diện đoàn kiểm tra cho biết, quyết định kiểm tra đã được ban hành nên vẫn thực hiện. Việc kiểm tra bắt đầu từ ngày 9 tháng 10.